Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình đem cái này đi ráp xe này, ráp cái xe, ráp cho cái xe tải, xe tải nhỏ anh em nghe. Đó, đồ chơi, đồ chơi xe tải này. À, hôm nay mình về tới Đà Nẵng rồi. Thì mình đây là bộ đồ nghề, đồ chơi của xe tải. Xe tải nhỏ đây nè. Thấy chưa? Cái đàn mình mới để ý ra cái đàn này nó vô nước hết rồi. Thấy chưa? Dở rồi. Cái đàn này nó cũng bị sượng, nhưng mà đồ đàn này hình như không phải đàn ring của nó. Ha. À. Có thể là qua Nam lần. Còn cái này là những cái dụng cụ này mình sẽ quay sau. Thì hôm nay báo anh em một tin bùng nữa. Bùng, rất bùng luôn á. Thì cái để mình bỏ lên xe được nè. Cái xe mình đó, cái xe mà xe anh Trung chạy á, giờ nó bị bay lung cái cabo rồi nè, không có va chạm nha, nhưng mà nó bay cabo rồi. Thì bây giờ mình đi làm cabo sẵn tiện mình. Bữa hôm trước anh Trung có nổ lốp thì nó bị nổ lốp thì nó bay luôn cái này nè. Đó, nổ lốp nó gãy luôn á. Thì bây giờ mình đi đem vô cho thợ làm luôn. Thì bữa nay mình về mình nghỉ rồi. Thì bây giờ về, ví dụ như mà xe cổ nó hư hỏng cái gì thì mình làm, mình bảo trì xong thì khi nào mà đi lại thì mình sẽ sơn để làm, để sơn Nam đi lại nè, cho nó ok hơn. Anh em, bây giờ mà cái xe mình nhé, cái xe này thì mình có mua những cái phụ tùng để mình bác vô đây anh em nghe. Bắt vô cái chỗ mà máy lạnh nè. Đây, cái viền này. Với lại đó, những cái lỗ máy lạnh, được chưa? Thứ nhất, thứ hai là ở đây nữa anh em nè. Còn cái này thì mình sẽ review trong cái clip sau, để cho những anh em nào chơi đam mê đặt hòn mình có thể đem về giùm cho ha. Thì còn bây giờ thì mình sẽ đi vào trong Hòa Tiến. Mình đi vào trong Hòa Tiến để mình mình đi vào Hòa Tiến để mình giao cái này cho thợ. Mình đi vào Hòa Tiến mình giao cái này cho thợ họ làm cái cabo. Thì cái nắp cabo mình nói lại cho anh em biết là cái nắp cabo là hồi trước cũng có qua chạm răng đó, mà bây giờ họ làm lại cái chân cabo á, hiểu không? Qua chạm răng đó mà họ làm lại cái chân cái nắp cabo. Giờ cái nắp cabo nó chạy một thời gian thì nó bung. Do anh Trung hay là do cái gì mình không biết, nhưng mà khi đám lại anh em kìa, khả năng là như vậy, thì thả mạnh quá. Đó. Thì nó sẽ bung. Nó bung cái chân rồi mình bắt đầu mình mới làm lại. Mà nó rớt qua 2-3 chuyến rồi. Mà mình chạy rón. Yeah. Mình chạy rón hôm nay mình mới có dịp mình làm. Thì chừ làm thì chuẩn bị cho năm sau chạy nó ok hơn nè. Đây cái xe, anh em thấy cái xe tải nhỏ nè. Đó, bắt tài chạy cũng rất chỉ là dữ. Sạch sẽ đẹp đẽ. Không có gì gọi là... Đấy. Tại vì cái xe này mình để chạy trung chuyển ở trong thành phố Đà Nẵng và đi cái tỉnh lân cận, như là đi Quảng Trị, Quảng Bình nữa. Thì đi hết nha, chỗ nào cũng đi hết. Chỗ nào có tiền là đi anh em ha. Thì bây giờ mình vào trong kia, mình sẽ quay cho anh em xem cái xe mình trong đó. Sáng nay mình xem camera thì mình thấy là nó dở cái cabo xuống rồi. Tại vì anh Trung ảnh đi về rồi. Anh Trung ảnh về trong quê ảnh ở Chu Lai, về trong đó anh chơi.
để dẫn về. Thì nói chung là đi nhiều rồi cho về nghỉ ngơi nè, chứ không thể nào ép tài xế để tài xế ở trên xe mình làm sai làm cụ. Nhưng mà sao tiền mình ở nhà đây, với lại làm chỗ anh em tham quan kìa, mình yên tâm mình thả vô đó để anh Khoa đó, chỗ anh Khoa đó qua mà chỗ bữa hôm trước mình làm sai đó, mình có qua cho anh em trong cái khu vực Hòa Tiến đó. Anh Khoa anh làm ok lắm, nhưng mà có điều là đi vào nhà ảnh, phải vào trong nhà ảnh chứ ảnh không có gara. Thì vào nhà ảnh nhưng mà làm thì đừng có hối, cứ túc tác đó. Ảnh ngưng làm giờ mua ảnh làm, rồi ảnh ngưng nghỉ giờ mua ảnh nghỉ, nói chung là vậy đó. Hôm nay cái xe mình thì thời gian rảnh ảnh làm thì nó xe tỉ mỉ hơn, mình ưng như vậy, còn làm ở ngồi thì mình lại không ưng. Rồi đây mấy ngày gần Tết này rậu rực rồi nè, mong muốn để mình đi anh Trung là chiều nay anh Trung ra đi mấy cái công ở Lô Bảo, đi công cửa khẩu Lô Bảo đi lên đó đóng hàng xong về lại Hà Cảng Đà Nẵng, thì mình cũng chạy những cái chuyến gần thì anh em họ điện mình, không có xe họ điện mình, họ nhờ mình hỗ trợ thì đó mình cũng hỗ trợ hết mức có thể. Khách hàng là thượng đế mà anh em, thì mình ra làm xe thuê thì mình phải phục vụ anh em, những cái lúc mà họ cần xe thì mình có xe thì mình chạy, trừ trường hợp mà xe hư hỏng tháp thì cái đó là điều không nói, còn xe mà chạy được thì cứ chạy nha. Đây là đường vào Hòa Tiến nè, ở đoạn này hay bán tốc độ đây nè. Xe này bằng đạo chạy được chắc cũng phải năm rồi đó, năm hơn rồi đó. Từ hôm mà mình mua cái xe ra thì mình chuyển qua cho bằng đạo chạy luôn. Thì hai người bạn tài xế của mình đó thì thật sự luôn đó là mình không có quen biết gì hết anh em nghe. Thì thật sự ra thì có những người họ nói là quen biết, tại sao không để người quen biết chạy, không phải. Anh em chạy nói chung là người lạ chạy nó sẽ hay hơn. Còn khi mình hôm trước mình có để đứa em mình chạy chiếc xe của mình á, mua đầu tiên xe đầu kéo á, nhưng mà sao do thằng em cũng không chịu chạy. Lúc đó thì mình mới đăng lên cái kênh YouTube của mình, thì Bắc Trung mới thấy được, thì Bắc Trung xin ra nhận là mình cũng không biết luôn. Thật sự là mình nói chuyện về Bắc Trung thì mình không biết đó. Bắc Trung là có chạy xe được hay không, kinh nghiệm bao nhiêu năm, mình cũng chả cần xem bàn lái luôn, nói thật luôn. Tại vì khi một khi bản lĩnh mà bước ra xin xe là có một chút bản lĩnh rồi, nhận xe rồi. Chạy hay chưa mình chưa biết, nhưng mà đó, mình sao mình ra mình mới gặp nhau, mình hỏi anh chạy xe ở đâu rồi, như thế nào, anh giờ anh chạy trong Trường Hải rồi, ok thì rồi lấy nhận xe thôi. Mà mình cũng chả hỏi là anh đi xe Mỹ được hay không hay như thế nào ấy. Xe Mỹ khác đi xe Trung Quốc anh em nè. Ví dụ như những anh em mà đi xe thùng đó lại đi xe Trung Quốc thì ok, còn mà những anh em mà chưa chạy xe thùng hay là chạy xe Mỹ rồi thì qua xe thùng thì cũng đơn giản hơn. Nhưng mà khi mà tại vì dòng Trung Quốc Hyundai Hino thì nó cũng như nhau ấy, quan trọng khác mẫu cái da thôi. Đây, đường này là đường vào nhà anh Khoa nè. Cái này về cái chuyện câu chuyện anh Trung thì mình sẽ nói trong cái clip sau, được chưa? Mình nói sơ vậy đó. Còn quan trọng là mình tin tưởng nhau, làm ăn nó sẽ dễ hơn, vui vẻ hơn. Đừng cái suy nghĩ nặng quá thằng nó quen biết như thế nào, quen biết đôi khi gặp nhiều khó khăn trở ngại hơn nữa này. Đó là cái câu chuyện mình muốn chia sẻ tới anh em, để anh em biết được là kêu tài là như vậy. Trong cái công việc mình kêu tài là như thế đó. Đường vào hồi nãy đường chuẩn nó bay mình rải vô cái đường nó cấm giờ đó nè. Nè, xe này xe Dana Trung Hiếu, biển số 29. Biết đạo làm chi đây không biết nữa. Chắc nhà gần đây. Anh bọn này nhà gần đây chắc đạo về đây đạo. Cái xe mình cái xe đầu kéo hồi tối mình đạo cho nó bị ăn trộm anh em. Ăn trộm mở mất cái đàn của mình. Cái đàn hậu mà đàn da á. Đàn da với lại mình đáo vô luôn đàn xi nhan luôn. Đường này thì đường không cấm, nhưng mà mình chạy kiểu như là đường làng này nè, nhìn không?
À, đường lớn đó. Đường này rất nhỏ, mình chạy vô mình sợ cái xe xe mà mới sơn á, mình sợ đụng trên cái này, đụng lên mấy cái bụi tre này, thấy không? Đường này đầu kéo chạy cái đào không anh em nghe, chứ cái thùng là không làm, anh không làm cái một, anh làm mỗi cái đào thôi. Đây là đó, cái xe mình kìa, thấy chưa, em thấy xe mình chưa đó. Đó, có người ra mở cửa nữa rồi bà bỏ không? Khách hàng VIP mở cửa rồi nữa. Mình đi có một mình sao mình làm chứ mấy. Thấy xe mình không? Xe mình đầu kia kìa. Đó. Qua ra mở cửa để mình vào. Không. Anh đoán là anh vậy tới trời, nhưng mà mình nhờ anh làm giùm mình cái xe mình cho nó ok để mình qua Nam mình chạy, chứ còn mà qua Nam mà làm nữa thì mất công anh em, nên là không nghĩ tới sớm cũng như nghĩ tới nữa thôi. Anh mở cabo rồi đó kìa, mở luôn cổng rồi kìa, trời cho cái xe mình. Rồi ok, mình xuống mình xem thử nha. Hello anh Khoa. Dạ. Đây. Hả? Em về uống quá. Anh Khoa có niềng chăng là gì anh Khoa? Niềng chi? Có bỏ sát vô niềng lại bấm lại không? Niềng hả? À. Gión đi thôi à? Hả? Ừ. Sát vô gión không màng. Hả? Không màng sát. Sát không màng lọc rồi phải không? Cái này mình gión rộng ra xíu được không? Cho khỏi bung. Mà không bung bung với thầy. Mà lo với bung anh mới có việc làm nha. Hả? Đây nè, đây cái xe. Hôm qua em chở cái giày vô anh làm luôn cái giày giùm em thì. Hôm qua chế luôn tắp bi giày hết luôn được không? À. Hả? Anh Giang anh ơi. Hả? Anh Giang bùng lên. Họ bỏ đưa em. Anh coi cái mua bỏ anh đưa em. Phải làm hai trước thì bỏ qua hai trước á. Thì bắt hai trước vô. Cách nha, cứ mồm rồi. Có đợt đụng chạm không? Không có, không đụng chạm. Không có mò vô xíu. Cách lạnh nha. Thì mở banh chành hết rồi. À. Lại kìa. Cái cản nó cản inox mà phải đạt à? Hả? Để chập em đưa anh mấy cái mão anh xem là cái nó đạt hầu rớp cho thôi. À, quay. Đồ chơi có thời gian không? Anh. Chế giùm người đàn sau cái. Hả? Đúng rồi. Bông mít ra. Bông mấy rồi.
Anh mới mở đó hôm qua à? Mới vô chị sống hôm qua mà. Chuyện qua mở à? Mấy bữa nay có ăn tất niên không anh? Ngày 2 cá, 3 cá. Ngày 2, 3 cá à? Rồi mình có cái đàn kia, bác chỗ này đúng bài, hợp lý nè. Hai cái hả? Em có hai cái đàn, để mai em về em đem vô cho anh luôn hả? Bác chỗ này nè, bác chỗ ôm đây nè. Không, cái đó để hầu mô anh đưa cao bô lên là em đem vô là vừa. Đồ đúng đẹp luôn á. Chừng mới thấy nè, chỗ này có điểm bo nhiều nè. Còn cái đàn mà đàn của Big The Bill á. Không cắn cái chi chỗ này mà nứt cái gương tức thiệt á. Hả? Cũng biết gian đó vô mận gian là gian ở dưới ni. Thấy không? Nứt cho nên em nè. Nè. Nứt rồi. Thấy nứt không? Đi vòng xem thôi. Thật sự rất buồn. Ánh mắt với nó lòm lại. Rồi, những anh em nhìn xem này, cái mâm nổ này. Mọi người chưa thấy cái mâm nổ như thế nào đúng không? Thì hôm nay mình cho xem cái mâm nổ như thế nào. Đây, đây là cái mâm nổ. Bình thường hôm trước anh Trung anh chạy nổ quăm phát là bay luôn. Mà mai á, là cái mâm này á, là cái mâm nằm trong. Anh em nè, chứ mâm nằm ngồi là ta hạ rồi. Cái mâm nằm ngồi á là hắn sẽ chạy luôn cái lốp ra ngồi. Được chưa? À, rất nguy hiểm. À. Nè, cái bẩn bên đi nó tất nè, nãy mình chở cái bẩn á. Anh em xem á. Lốp bên đây còn cạp nó dở nè. Đó. Mình cho thay vô cạp mình luôn đi. Đang coi binh coi thử anh Trung anh ok không? Khóa cửa rồi ta. Rồi anh em, không mình đi về. Mình chở đồ về nhà ráp. Thấy không? Lỡm cỡm hết. Tại vì anh Trung mình đang chờ mình ở chỗ đó để mình lấy đồ đó, ba cái túi sách gọi là đồ phụ kiện mình tùm lum trên đó để mình để anh Trung anh đi lao bảo, anh đi cửa khẩu lao bảo, không biết đi gì, chắc đi gỗ rồi gì đó. Rồi nè, hồi nãy không có xe mà giờ xe đây mà bỏ hòn sao mà về nè ha. Sẽ làm giờ nghỉ ngơi rồi, nghỉ ấy rồi không chạy nữa. Đường nãy không cấm, chỉ có đường ngoài cấm giờ mà hết giờ cấm thì thôi, vẫn chạy bình thường, không vấn đề gì hết. Xa anh Trung kìa. Anh Trung không? Xe đâu có gì khóa đâu mà anh ngồi anh đợi. Anh Trung không? Trung ngồi ôm đồ kìa. Nắng nghe ta, ngồi đầu lại. Trong giờ anh lại đi đi đâu đi đi ra ngồi Quảng Trị, Đông Hà Quảng Trị, chắc đi gỗ. Rồi bây giờ mình ra vô mình lấy đồ,
Để anh trông đi.